gọi là một tình huống rút hai băng về. Chính xác, đó là một con bi kinh nghiệm. Vâng. Và chạm với viên bi mục tiêu số 8 rồi. Pha chém có phần kinh nghiệm của Ignas. Ồ, như vậy anh thực hiện đường đánh hai băng nhưng đã có sai số xảy ra với viên bi mục tiêu số 5 rồi. Cú đẩy dựng lên thôi. Chỉ là hai băng. Liệu có quá lực hay không? Rất nghệ sĩ từ Jeffrey Ignacio. Chứ đó không phải là một con bi điều bị quá lực hay là vô tình ra điều bi số 7 và lỗ tít bên đây. Thì mới đủ để bắn được con 9. Rồi, rất chính xác rồi. Đô và Trang Dung Linh chúng ta thì trượt hơi nhiều. Nhưng với Jeffrey Ignacio, ồ, vậy là Trang Du Lung đã trượt con bi mục tiêu số 1. Vâng, lối đánh có thể nói là nhà quá có việc của Ignacio, đặt gậy và đánh luôn. Nhưng mà vô tình huống xòe hai băng ra bi số 3 lỗ giữa đi. Rất thong thả luôn. Không nhấp này thì nó là một cái phong cách chơi. Có khá nhiều các cơ thủ Việt. Johan Chua và Aranas. Vâng, một cú phá bi tốt của Ignacio nhưng vẫn chưa ra được vị trí đẹp nhất dành cho bi số 4. Nhưng mà như vậy cũng là đủ. Chỉ cần trô về, trô trực tiếp về. Vẫn xử lý được, chích nhẹ về thôi. Sẽ là 3-1 dành cho đại diện đến từ Philippines. Thư mời từ ban tổ chức chứ không phải là một giải lấy theo ranking, mà cũng không phải là một giải được tính ranking nào cả. Đây là một giải đấu mời. Phong hai cầu thủ này đang có phong độ chạy đạn phải nói là không được tốt. Nhưng còn bi số 2 đấy khá khó đấy, cự ly đường xa. Cái phê để xòe ra khu vực đó cũng là khá tốt. Đây này, lần này với là đằng ý đồ về 5 của Trang Du Lung khá rộng, mà cái hướng thì là cái hướng móc viên bi số 2 về khu vực nào đây. Rồi, con cái tạm thời ăn. Vâng, đúng. Ta nhìn xem là Jeffrey vẽ cái đường gì đây. Vâng, tất nhiên con đấy sẽ là đuôi dính rồi, không có đường nào cả. Sẽ rất khó khăn cho Trang Du Lung khi mà con 9 đang cản cái đường A băng rồi, và có lẽ anh sẽ tạo tình huống. Vẫn cố gắng A băng đến từ Trang Du Lung nhưng khéo một tí thôi. Tình huống này tình huống đánh khéo các bạn ạ. Trông nó sượng sượng nhưng với cái đẳng cấp của các cơ thủ thì họ vẫn xử lý được thôi. Hơi chạm nhẹ với tình huống. Với phong cách đánh không nhấp cơ như thế này, chúng ta cảm giác là trận đấu trôi rất nhanh. Các cơ thủ chỉ cần rất múa luôn. Không phải nói. Lần này thì Ignacio đã thực hiện cho mình một cú phá với lực vào nhẹ hơn và mang lại một hiệu quả tốt khi một hình bi tơi. Đấy. Quyết định là lựa chọn cho mình cái lỗ. Ignacio đang muốn hướng cho mình con 7 về phía lỗ 10 chăng?
Vâng, tới đây vừa đủ để đường tự nhiên ra bi mục tiêu số 9. Trận đấu rất căng thẳng ngay từ những thì lẽ đẩy cu lê một băng ra để bắn 4 về lộ góc thôi, nhưng mà Trang Du Lung lại trượt ở một con bi thẳng. Vâng, đó là lý do tại sao trước khi vào bộ rất nhanh đến từ Jeffrey, thậm chí là 3 băng để bắn 4 về lỗ 10. Nào cái lực so với đối thủ của mình là Trang Du Lung. Cú gót có ra thủ được không nào? Ô, a mà này thì thủ thế nào được nhỉ? À, mà này thì mang tính chất để đưa viên bi chủ. Vâng, lung tung quyền đến từ Jokopra rồi các bạn ạ. Một tình huống nấp cái sau đít 4 thôi. Được, và tiếp tục vẫn còn. Ủa, con này mà chạy về sau như nào đây? Vâng, chấp nhận một cái đường thủ an toàn nhưng mà đang tạo cơ hội để nhìn thấy bit số 3 rồi. Lúc đầu tá này chỉ có lẽ là chạm được thôi chứ không còn đường ăn bi lỗ giữa rồi. Như vậy là thủ. Chấp nhận là không đánh một đường mạo hiểm nhưng mà vâng. Nào bây giờ đến lượt Trang Du Lung vào bàn. Trang Du Lung cần phải làm tốt ở 6 con bi còn lại trên bàn. Vâng. Đây rồi, cái ly sai số đây rồi. Là nguyên nhân của cái cú trượt 2 con bi thôi, con 8 thì cửa lỗ rồi. Jeffrey Ignacio mà không gấp nữa thì tôi cũng đến chịu thôi. Rồi, anh ấy lại ẩu rồi. Vâng, quyết định bổ dưa. Rồi nhường lại ván thắng cho Trang Du Lung, của bây giờ thì sao? Vâng, con này khó trượt lắm, trông vậy thôi, tạo tình huống tỷ số chung. Xin chào mừng quý vị và bạn trở lại với luồng live của Việt Nam của webthethao.vn. Chúng tôi sẽ đến với trận đấu thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay trong khuôn khổ không được đẹp. Và vừa rồi thì Trang Du Lung đã thực hiện đến con bi số 1 và bị rơi cái. Vâng, đúng là hai cầu thủ Jeffrey Ignacio và Trang Du Lung đang không có những màn thể hiện tốt ở giải đấu lần này. Rất gần với lỗ góc rồi. Thì muốn cân luôn con bi số 5 về và mượn bi số 6 để ăn. Một pha xử lý tốt. Ngày hôm qua thì họ để cho mỗi trận đấu có, nó rất có ý nghĩa đối với đội Đài Bắc Trung Hoa khi mà nếu để thua trong trận đấu. Vâng, một tình huống phá tốt của Ignacio. Vâng, không có vấn đề gì. Chấp nhận đánh con bi số 3 này ở má mỏng và sẽ đi nhiều để điều bi số 4. Căn lực rất hay. Vâng. Rồi, một cú kéo mềm tay thôi. Dành cho Ignacio. Đúng là như vậy thưa các bạn, vừa rồi là một cú đánh A băng mà sẽ để lại một hình bi mở dành cho referee. Hãy để một băng này. Một cú đánh rất mạnh mẽ đến từ ấy. Không biết là liệu bi số 5 có đường không? Như vậy là vẫn còn đường, rất hay. Nếu như thắng trận đấu này thì team Philippines gần như
chắc chắn là sẽ không còn cửa thua rồi. Chỉ có đánh playoff thôi. Kết thúc combi số 9, có lỗ 10, tỷ số là 3-1 cho referee. Bây giờ có lẽ tình huống duy nhất sẽ là từ 4 ra 6 mà thôi. Không biết là anh quyết định điều 6 đường riêng hay là sẽ cộng vào 7 đây. Combi này việc ăn bi số 5 thôi, ăn bi số 4 thôi đã là khó rồi. Sẽ phải đánh vào lỗ góc. Và anh đánh trượt bi số 6 rồi. Một cú đánh trượt mà làm chúng ta... Một trạng thái chưa được tốt của Trang Du Lung rồi. Anh đã có cơ hội nhưng mà đã không thể giải quyết được. Và bây giờ cơ hội dành lại cho referee. Trang Du Lung thì trước đây mình theo dõi anh ý rất nhiều. Tại vì anh có một cái bộ đứng cao. Và ở Trang Du Lung này đã có một khoảng thời gian cũng gọi là top của Đài Bắc Trung Hoa. Cùng năm đó thì anh vô địch giải vô địch 8 bi luôn. Người có thành tích tương đồng như vậy là... Vâng, xin cảm ơn thông tin rất thú vị đến từ anh Cường Trần. Quay trở lại với trận đấu thì... Mười chín thì anh đã bị ung thư các bạn ạ. Và anh đã trải qua rất nhiều pha... Vâng. Bi số 2 ra một hình đẹp hơn, vị trí má thuận lợi để cộng bi số 3 ăn bi số 8 thì mới có thể giải quyết được ván đấu, chứ vừa rồi là một hình thì hơi rủi ro. Vâng, không, anh thực hiện rất tốt. Thì với phong độ hiện tại thì... rất thiếu may mắn. Khác ngoài biệt danh Cobra đó là one stroke, tức là nhấp gậy đánh luôn, đặt gậy là đánh.